Có rất nhiều khán giả trên kênh đã hỏi em về một chiếc TV tốt để mà xem bóng đá trong dịp World Cup này và có hỏi là model OLED Evo của LG năm 2022 xem có nét hay không thì em xin phép trả lời là model này xem rất là nét nếu như mà mọi người cài đặt đúng như em đã hướng dẫn ở một video trên kênh rồi. Và rất là tiếc hôm nay thì do là bản quyền của World Cup rất là chặt nên là em không đưa được một hình ảnh để mọi người xem thử thôi. Nếu mà em đưa lên đây thì chắc chắn sẽ bị đánh bản quyền ngay Và hôm nay thì giá của OLED cũng cực kỳ sốc luôn Có những model giảm giá đến hơn 5 triệu cho một sản phẩm mọi người nhé Và trước khi đến phần giá thì có hai vấn đề mà em muốn làm rõ Tại vì là đang có rất nhiều khán giả đang tranh cãi Cũng như là bàn luận về vấn đề OLED EVO Thứ nhất là EVO thì nó hơn cái OLED thường cái gì Cái thứ hai nữa là kích thước nào thì mới có EVO Ví dụ như là trong cái model C2 là dòng OLED EVO chẳng hạn Nhưng mà kích thước nào thì mới là màn hình EVO Còn kích thước nào thì vẫn sử dụng màn hình thường Thì chỗ này chúng ta cần phải làm rõ trước Thứ nhất là màn hình EVO thì với những cái mà em biết ấy thì Evo nó sẽ có hai cái sự khác biệt Đầu tiên là sự khác biệt liên quan đến phần linh kiện về cấu tạo ấy Thì màn hình của OLED Evo thì đối với cái diode hữu cơ trước đây thì cái hợp chất chính là cái hydro nhẹ đó, hydro nhẹ thế còn đối với màn hình OLED Evo thì năm nay thì sẽ dùng là cái hợp chất là hydro nặng hơn với cái hydro nặng này thì sẽ tạo ra được hai thứ thứ nhất là cái độ linh hoạt và nó giúp cho cái màn hình ấy, nó sẽ sáng hơn đối với dòng C thì sẽ sáng hơn khoảng tầm 20% so với lại TV OLED thường thế còn đối với dòng G thì có thể đạt đến tận được 30% đó, đó là hai cái sự khác biệt tức là một là sự khác biệt về linh kiện bên trong và hai nữa là cái công dụng và cái hiệu quả của màn hình và trong cái phần mà linh kiện bên trong thì giữa cái việc mà sử dụng hydro nặng ấy nó cũng có một cái lợi thế nữa đó là cái khả năng tỏa tản nhiệt ấy tức là thoát nhiệt nó cũng thấp hơn vì vậy nó sẽ giúp cho là tivi của chúng ta ít nóng hơn và cũng giúp tăng được cái tuổi thọ nhé và giúp cái phần tiêu hao điện năng ấy nó cũng giảm đi đấy cũng là một cái lợi đó thì ngoài ra thì như em vừa nói thì cái công năng chính của nó chính là tạo ra cái hiệu quả về phần hình ảnh cái độ sáng nó tốt hơn. Độ sáng tốt hơn, độ tương phản nó cũng cao hơn. Màu đen thì tất nhiên rằng là nó vẫn giống nhau, nó vẫn là đen tuyệt đối. Và thêm cái độ sáng nữa, tại vì OLED trước đây ở màn hình cũ thì nó hơi tối. Đó là cái yếu tố đầu tiên này để mọi người phân biệt giữa là cái màn OLED thường trước đây và màn OLED C2, màn OLED Evo như thế nào. Thì đối với dòng C2 năm nay thì à, à, lại có những thông tin đó là kích thước nào thì mới có Evo. Như trước đây ở trên một video thì em cũng đã nói là thường thì mọi người nên chọn từ 55 inch trở lên tại vì là 55 inch trở lên thì sẽ có EVO là chắc chắn rồi Thế còn 42 inch và 48 inch có hay không? Thì cũng xin phép chia sẻ với mọi người là đầu năm của 2022 vừa rồi Tức là khi mà LG họ mới chuẩn bị ra mắt cái dòng OLED C2 năm nay ấy, Thì trong những thông tin ban đầu mà khi em mới tiếp cận ấy, Thì hãng sẽ khẳng định là có màn hình OLED EVO ở trên kích thước 55 inch Thế còn 42 và 48 inch thì có thể có ở lô sản xuất quý 3 Tức là quý 3 của 2022 tức là đang tầm này này Thì trong quá trình ấy, kiểm tra và sử dụng Thực tế thì em đang sử dụng một model OLED EVO C2 nhưng mà kích thước 55 thì cái này là EVO là chắc rồi. Tại vì đo cái độ sáng của nó thì đúng là nó sáng hơn so với lại cái những kích thước khác ở những cái màn hình cũ OLED trước đây. Ví dụ như là cái dòng CX hoặc là dòng C1. Thế nhưng mà cái kích thước 42 và 48 ấy thì thực sự ấy, mọi người rằng là em cũng không được trải nghiệm quá nhiều. Tại vì kích thước này thì em cũng không không phải là thế mạnh của em mà chủ yếu là em hay làm từ dòng 55 mình trở lên. Thì uh, kích thước này thì thật sự ấy để mà mọi người kiểm tra được thì chúng ta sẽ chủ yếu liên quan đến độ sáng thôi. Thực sự là như vậy nếu như mà chúng ta dùng một công cụ đo đo ở trên một cái đặt giống nhau ở một chiếc C1 48 hoặc là một kích thước nhỏ ở cái OLED trước đây ấy, và đo lên một cái model 48C2 năm nay Nếu như mà cái sự khác biệt nó có, nó chênh lệch nhau nhiều Khoảng đến 20% chẳng hạn thì rõ ràng là Evo Còn nếu không thì nó vẫn là màn hình cũ thôi à, Cái này thì em cũng chưa dám khẳng định 100% nhá Nhưng mà trước mắt hiện tại bây giờ thì LG ở Việt Nam thì họ cũng nói rằng là, là có Evo rồi Đó thì thôi trước mắt là mình cứ à, tạm thời tin những thông tin chính thống của hãng trước đã à, Đó là hai vấn đề À, và cái quan trọng hôm nay nữa đó chính là cái giá thì như em vừa nói là giá ngày hôm nay thì cũng rất là sâu mọi người nhé thực sự rất là sâu ví dụ em sẽ lấy một model C2 là một model rất là chiến lược của năm nay tại vì là nó sử dụng tấm màn mới mà thì có cái kích thước 55 đúng không ạ mọi người hay tham khảo kênh cũng như là xem siêu thị nhiều thì sẽ thấy là cái giá của những ngày trước đây ấy, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 35 triệu đúng không ạ trên kênh em thì cũng vẫn đang bán với khoảng đó thì giá ngày hôm nay cũng sẽ rất là sốc như thế này 55 C2 ngày hôm nay thì sẽ bán với giá là 29 triệu 900 nghìn mọi người nhé giá này thì chưa có chi phí vận chuyển và lắp đặt tất nhiên là nó cũng không đáng kể cộng thêm một vài trăm thôi. Hai vài trăm thì đó nó tùy vào cái khoảng cách. À, và kích thước sáu mươi lăm inch. Giá hôm nay cũng rất là sốc. Sáu mươi lăm C2. Giá hôm nay thì chỉ còn là có ba mươi bảy triệu chín trăm thôi. Đó nó với cái giá này thì rõ ràng là nó cũng uh, rẻ hơn so với lại OLED của Sony khá nhiều đúng không? Rẻ hơn khá là nhiều. Và uh, giá này tất nhiên là cũng chưa có lắp đặt. Ba mươi bảy triệu chín uh, trăm nghìn cho sáu mươi lăm C2 và model 77 C2 này à, có rất nhiều các anh khách vip ví dụ như là anh gì mà có số điện thoại là 4 hay 5 8 ở cuối nhỉ hỏi em rất là nhiều cứ khoảng tầm một tháng lại hỏi vài lần cái model 77 C2 này thì hôm nay có rồi anh nhé 77 C2 đã có mặt tại Việt Nam rồi và giá ngày hôm nay sẽ là 60 triệu 300 nghìn chưa vận chuyển lắp đặt anh nhé 60 triệu 300 nghìn giá cực kỳ đặc biệt đấy ạ 77C2 kích thước 77 inch nhá. Và 83C2 kích thước cực kỳ lớn á. 83C2 thì giá hôm nay vẫn là 112 triệu mọi người nhá. Đó, 112. 83 kích thước lớn lắm và model này thì chắc là cái diện tích của chúng ta ngồi nó cũng phải tầm 7 8 m, 6 7 m nó rộng như vậy thì xem nó mới thích. Uh, à, model nhìn hơn là model G2 Trước mắt thì model G2 này Thì cũng có rất nhiều khán giả hỏi là Nên chọn giữa C2 và G2 như thế nào thì năm nay cái model C2 và G2 nó lệch nhau không quá nhiều như là C1 với G1 năm ngoái đâu. Tại vì là G1 năm ngoái thì nó là màn hình Evo, nhưng mà C1 thì nó chỉ là màn hình thường, OLED thường. Thì năm nay thì cả hai màn hình đều là Evo rồi, nhưng mà tất nhiên là G1 ấy thì cái độ sáng của nó thì nó vẫn nhỉnh hơn một tí tí. Và nó đắt ở một cái điểm nữa, đó chính là cái phụ kiện là cái chân mà nó để lắp ốp sát vào tường tại vì G1 là nó thiết kế gallery design nó là một dạng thiết kế kiểu là khung tranh áp sát tường cái chân này rất là đắt và cái chân này thì chỉ có LG có thôi để mà nó ốp sát và được vào tường cái chân này nó sẽ tụt hẳn vào bên trong TV. vị nó 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 là một cái dạng chân cao cấp nên nó đắt hơn và 65 G2 thì tất nhiên rằng là cái giá của nó sẽ rất là trội nhá à, 65 G2 ngày hôm nay giá sẽ là À, 54 triệu 900 nghìn người nhé 54 triệu 900 Đây còn chưa có treo đâu Và treo cái G2 này rất là khó luôn Thợ phải là chuyên nghiệp thì mới treo nổi đấy à, Đó là model G2 Rẻ hơn này Rẻ hơn thì chúng ta có dòng A2 đúng không ạ A2 thì thật ra là đây là một model cũng bình dân thôi à, Về cái tấm màn thì không có gì đặc biệt Tấm màn này tất nhiên rằng là nó rẻ hơn rất là nhiều So với tấm màn của Evo Chất lượng hình ảnh thì tất nhiên độ tương phản Và độ sáng màn hình thấp hơn và cái tần số quét ấy, nó cũng chỉ đạt được là có 60 thôi Đấy. và nó không xử lý lên được những cái cao như là 100 đến 120 20 Hz được như là C2 hoặc G2 thì model này giá ngày hôm nay với kích thước là 48 inch ấy, giá sẽ là uh, 18 triệu tròn chưa có vận chuyển lắp đặt và 55 inch A2 giá hôm nay sẽ là 22 triệu 200 nghìn mọi người nhé 22 triệu 200 nghìn và 65 inch A2 Giá ngày hôm nay thì sẽ là 28 triệu 200 đó là màu đen C2 OLED đấy Tất nhiên thế mạnh của nó thì vẫn là cái màu đen rất là tốt Và cái cái màu mọi mà người sẽ xem thấy rằng là nó khá là sâu à, Xem cái chất lượng của cái màn hình Khi mà chúng ta xem ở trong cái điều kiện ánh sáng nó vừa phải Thì rõ ràng là cái OLED lúc nào nó cũng thể hiện một cái uh, vượt trội hơn rất là rõ thực sự là rất là rõ Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta xem ở trong những cái điều kiện mà ánh sáng nó cao Nó quá nhiều cái cái ánh luồng sáng bên ngoài vào ấy Thì nó là phải cộng thêm một yếu tố nữa đó là cái khả năng chống chói mà mình phải tốt Cái độ sáng mà mình phải tốt thì mới được Đâm ra là nếu như mà so sánh ở cái phân khúc này Mà một cái là cái khả năng chống chói nó kém Thì khi mà so với lại cái dòng neo QLED của Samsung chẳng hạn là một trong những dòng mà có cái độ sáng rất là cao, rất là cao và cái khả năng chống chói cực kỳ tốt. Thì xem mà những cái phòng sáng như vậy thì cái thế mạnh ấy nó lại nghiêng về bên Neo QLED hơn. Thực sự là như vậy. Chúng ta sẽ không nhìn thấy những cái hình ảnh nó bị lẫn tạp ở bên ngoài vào. Đó. xem mà chúng ta thấy bị lẫn đủ thứ ở ngoài vào thì dù là cái chất lượng cái tấm màn đó cái khả năng hiển thị màu đen tốt đến đâu chẳng nữa, nhưng mà lẫn vào thì nó vẫn rất là xấu. Mà Neo QLED thì hiện tại bây giờ thì đúng là vẫn đang còn hai model rất là hot, đó là model QN85 và QN90A, hai dòng của 2021 đấy, đúng không ạ? Vẫn là hàng nguyên hộp và giá rất là sâu rồi. Hiện tại bây giờ thì chỉ tầm 18, 18 triệu, 17 triệu mấy đã có một model 55 QN85A rồi. Đó và à, QN90 nó chỉ rơi vào khoảng 20 thì đúng không? Đó, rất là, là hợp lý. Giá như vậy thì nó thực sự là với một cái cấu hình cao cấp như vậy, tần số quét cao, à, Mini LED rất là dày, à, màn hình QLED, đó, màn hình lượng tử. Đó, bộ xử lý là Quantum 4K rồi của Samsung rất là, là xịn sò. Đó, thì giá như vậy là rất là sâu rồi. Thì trên đây là chương trình khuyến mại của OLED trong cái dịp World Cup này mà em gửi đến mọi người. À, hy vọng rằng mọi người sẽ lựa chọn được những sản phẩm ưng ý và mọi người cần tư vấn hoặc là cần thêm cái thông tin gì thì mọi người có thể nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện trên số điện thoại trên màn hình của em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.